các bạn, iPhone SE từng được coi là chiếc iPhone gây thất vọng của Apple khi có mặt trên thị trường, bằng chứng là doanh số của nó thấp hơn hẳn so với những chiếc iPhone khác. Việc iPhone SE giữ nguyên thiết kế của iPhone 5S mặc dù sở hữu cấu hình ngang ngửa iPhone 6S nhưng giá lại quá cao, và điều này khiến nhiều khách hàng lựa chọn lên hẳn iPhone 6S hoặc dùng iPhone 5S cho rẻ. Nhưng khi về đúng với giá trị của mình thì iPhone SE lại giống như trào lưu iPhone 5C trước đây, từng khiến cộng đồng công nghệ dậy sóng. Hiện tại, di động thông minh đang có sẵn những sản phẩm iPhone SE CPU chưa kích hoạt, đủ bảo hành, mới nguyên siêu và giá chỉ hơn 6 triệu, rẻ hơn tới gần 3 triệu so với hàng chính hãng. Và video này hãy cùng mình tìm hiểu iPhone SE CPU có đáng mua hay không và những điều cần biết. Giống như những sản phẩm iPhone CPU hiện đang có mặt ở diện thông minh như iPhone 6, 6S hay 6S Plus hay cả iPhone 7 Plus, những chiếc iPhone SE CPU hiếm hoi này được hệ thống nhập về. Thuật ngữ CPU hay Apple Certified Pre-Owner nói về những chiếc iPhone bán ra gặp lỗi hoặc trong quá trình xuất xưởng của Apple phát hiện ra một số vấn đề như là vỏ xước sát, phần cứng linh kiện bị lỗi nhẹ, và để Apple ngay lập tức thu hồi, thay thế linh kiện mới chính hãng và được đóng gói theo quy cách hộp mới, nguyên siêu phụ kiện chính hãng và được cấp email serial hoàn toàn mới so với sản phẩm ban đầu. Về chất lượng thì gần như những sản phẩm iPhone SE CPU tương đương như những máy brand new thương mại trên thị trường. Máy còn nguyên siêu màn hình và tuyệt đối không cấn móp chảy xước. Phụ kiện chính hãng Z 100% và đảm bảo chip active và đủ bảo hành 12 tháng của hệ thống Apple. Và để trên khách hàng đã tin tưởng lựa chọn iPhone tại hệ thống thì Di động Thông Minh sẽ gửi tặng chương trình bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng với tất cả các lỗi phần cứng của iPhone SE gặp phải trong quá trình sử dụng. Hiện nay trên thị trường thì iPhone SE vô cùng hiếm hàng, ngay cả hàng cũ cũng không hề dễ tìm. Lựa chọn duy nhất có lẽ là hàng chính hãng vẫn đang có giá gần 9 triệu. So với hàng cũ thì rõ ràng iPhone SE CPU đảm bảo chất lượng hơn nhiều. Vậy thì có nên mua iPhone SE CPU hay không? Chúng ta biết rằng iPhone SE sở hữu cấu hình ngang iPhone 6S với RAM 2GB và chip Apple A9. Nhưng giá iPhone 6S chưa kích hoạt mới hiện nay vẫn lên tới hơn 9 triệu đồng. Rõ ràng iPhone SE giá chỉ chưa đến 7 triệu sẽ tiết kiệm hơn được khoảng 2 triệu. Và con số này cũng là mức chênh lệch so với hàng SE chính hãng, trong khi khách hàng vẫn có những trải nghiệm tương đương. Một phần nữa do iPhone SE nhập khẩu cũng không có nhiều trên thị trường. iPhone SE cũ thì chất lượng không đảm bảo, trong khi iPhone 5S cũng hết hàng mới. Vì vậy, nếu bạn nào vẫn thích thiết kế huyền thoại của iPhone 5S thì nên chọn iPhone SE, bởi yên tâm về chất lượng, máy mới 100% được tự tay bóc siêu và kích hoạt sản phẩm. Vậy thì iPhone SE sẽ phù hợp với đối tượng người dùng nào? Những bạn đang dùng iPhone 5 hoặc 5S, không thích kiểu dáng của iPhone 6 hay không muốn dùng màn hình to thì iPhone SE không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chiếc smartphone phù hợp nhất với các bạn. Thứ hai, với những bạn đang sử dụng hệ điều hành khác và muốn tìm hiểu thử nền tảng iOS, thực chất ở Việt Nam chúng ta, muốn tìm hiểu iOS thì các bạn có thể mua lại iPhone 5, 5S hoặc 5C cũ. Nhưng với những ai muốn trải nghiệm những gì nhanh nhất, mới 100% thì iPhone SE là hợp lý. Bởi vì sao? Nó cũng là chiếc iPhone mới rẻ nhất bây giờ. Và hiện tại iPhone SE CPU đang có mức giá hấp dẫn và được khuyến mại cực lớn tại Di động Thông Minh. Những sản phẩm này thì đang được niêm yết với giá là 6.990.000 đồng, nhưng hệ thống đang dành chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho 50 suất đặt hàng đầu tiên sẽ được giảm ngay 300.000, chỉ còn 6.690.000 đồng và nhận được gói ưu đãi cực khủng, tặng gói bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng nếu có lỗi nhà sản xuất, yên tâm như hàng chính hãng, tặng pin dự phòng 5.600 mAh chính hãng đổi mới trong 12 tháng, tặng combo ốp lưng và dán cường lực. Lưu ý, do số lượng hàng có hạn, các bạn vui lòng đặt hàng trước ở form dưới phần mô tả video để nhận được nhiều khuyến mại ở Di động Thông Minh. Và hiện, ngoài những sản phẩm iPhone CPU thì Di động Thông Minh cũng đang có sẵn những chiếc iPhone đổi bảo hành giá siêu rẻ như iPhone 6, 6 Plus, 6S hay 6S Plus. Các bạn có thể tham khảo chi tiết giá ở bảng dưới đây. Với các sản phẩm full box thì các bạn đều sẽ được tặng kèm gói bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng như hàng chính hãng, yên tâm tuyệt đối. Còn bây giờ thì xin chào, cũng hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.